và thả xương vào. Đây ạ. Đấy. Bà Trần thơm lắm đấy. Cái món sườn cay sốt kiểu Thái này. Các cháu nhìn này. Wow. Hello. What's your name? My name is Darren. Tôi tên là Darren. The first time you are here, so do you like the food she cook? Food is very, very good. Anh ấy rất là ngạc nhiên vì là... Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà làm món sườn sốt cay kiểu Thái các cháu nhá. Đấy các cháu ơi. Đây sốt cay ốc cháu ốc. Cháu ốc chào các bạn đi. Cháu con chào các bạn đi. Cháu chào cô chú, con chào cô chú đi đấy. Quên. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của món sườn sốt cay kiểu Thái hôm nay này. Bà chuẩn bị chỗ này là mấy chục cân sườn đấy. Các cháu này, những miếng sườn ngon không này. Đấy. Gia vị nguyên liệu gồm có như là đây là rau mùi tàu này. Rồi xá này, ốt rất là nhiều này, rồi là hành tươi này. Còn cả củ cải trắng nữa các cháu ạ. Thì bây giờ bà sẽ đi rửa sạch xương cho bà, bỏ xương vào bà Linh các cháu nhá. Đấy, xong rồi rau là tưới gia vị lên. Ui, cái món này là ngon đấy, kiểu Thái là ngon đấy các cháu nhá. Thì các cháu mà xem clip này thấy hay like và chia sẻ video giúp bà cháu bà nhá. Chào ốc chào cô chú đi. Rồi, bây giờ bà đứng thì luôn này. Thì bà làm xong mà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà cho nó vui nhá. Rồi đi, đi, hai bà cháu mình đi. Các cháu ơi, đi ra đây. Vâng ạ. À, các cháu ơi, bây giờ nước nó sôi rồi bà sẽ trần sơ qua xương đi cái để cho nó hết mùi hôi các cháu nhá. Đây, trước khi mà trần sơ xương thì bà có bỏ ít gừng vào các cháu ạ. Đấy, để cho nó hết mùi hôi của xương. Rồi, có hai cháu bê đây để bà thả xương vào. Đây ạ. Các cháu ơi, những miếng xương ngon không này. Đấy. Bà trần sơ nó lên, sao bà vớt ra. Đấy. Thịt thì ngon bà nhỉ? Ngon đấy. Hôm nay bà làm cái món sườn cay sốt Thái, sốt kiểu Thái các cháu ạ. Hấp dẫn chưa? Bà cháu... tụi này sáng tạo thế bà. Sáng tạo không? Hai cháu được ăn bao giờ chưa? Ừ, cháu chưa. Đấy. Ui. Trần sơ nó lên cái. Các cháu ạ, các cháu thấy bà ngầu không? Bà làm rất là nhiều xương. Ui. Thế trần sơ lên cái cho nó hết mùi hôi của xương các cháu ạ. Các cháu ơi, các cháu nhìn thấy này. Nhiều xương không này, một xoang đầy luôn này. Đấy, các cháu nhìn này. Đấy, ngon chưa? Thôi bà trần thêm tí nữa. Đấy, các cháu ạ. Xương nó đã được rồi, bây giờ bà sẽ vớt ra nhá. Các cháu này, đấy, nó hết màu đỏ rồi. Ui, các cháu thấy ngon chưa? Thôi bà vớt ra nào. Ui, đấy các cháu nhìn này, ngon chưa? Đấy, bà trần sơ xương đấy. Wow. Ê, các cháu này, xương này sao bà lại còn bỏ vào hầm nữa các cháu ạ? Cái món này phải hầm dừ xương các cháu ạ. Đấy, xương sốt cay kiểu Thái đấy. Các cháu ạ, phải hầm dừ lên. Các cháu ạ, nhiều xương lắm, sắp hết rồi các cháu ạ. Đây một mâm đầy luôn. À, các cháu ơi, bây giờ bà sẽ bỏ cái nước này đi, bà sẽ đi hầm nhá. Bà không lấy nước này nữa, thôi đi. Hai cháu đổ nước vào đây cho bà. Vâng ạ. Ôi, đấy các cháu ạ, món sườn cay sốt kiểu Thái đấy các cháu ạ. Này, bà cho củ cải này. Đấy, các cháu thấy chưa? Bây giờ bà cho gừng xả này. Ý. Bây giờ bà cho hạt lêm này. Bây giờ bà cho bột ngọt này. Bây giờ bà cho mấy hạt muối này. Bây giờ bà cho tí nước tương này. Bây giờ bà cho xương vào này các cháu à. Hai cháu đổ vào đây cho bà. Vâng ạ. Mạnh. Wow. Đấy, các cháu thấy chưa? Các cháu này đấy, một cháo luôn. Bây giờ bà sẽ đậy khung vào thôi, bà Linh trong vòng cho nó nhừ lên. Đấy, xương sườn sốt cay kiểu Thái là phải dừ. Các cháu ơi, bà Linh được mấy tiếng đồng hồ, chắc là bây giờ nó được rồi đấy các cháu ạ. Bây giờ bà bỏ ra nhé để thưởng thức thôi. Bà mở vung lại. Các cháu ạ, ui nó thơm lắm đấy. Cái món sườn cay sốt kiểu Thái này. Các cháu nhìn này, dừ rồi. Dừ rồi các cháu ạ. À, thưởng thức là xem nó dừ chưa là.
Wow. Và cháu đây. Xem nào. Ai dạ? Dư rồi các cháu ạ. Chén được rồi đấy. Khả năng là mang ra thưởng thức thôi. Đấy, dư rồi, dốc lắm rồi các cháu ạ. Mang ra để tưới nước sốt và thưởng thức thôi. Bà vớt à. Bà ơi! Bà ơi, chào bà! Bà mấy 2 năm rồi mới chào gặp cháu Mỹ. Chúc mừng năm mới ba. Chúc mừng năm mới ba. Hôm nay con nhận rất là nhiều các bạn ở các nước đến. Cô chào các cháu nha. Vâng, chào bà nhá. Đây chúng con có rất nhiều những sản phẩm ở tỉnh Bắc Giang này. Để tỉnh của mình nhá. Tỉnh là bà tặng quà bà. Ui. Các cháu ạ, đây 2 năm rồi mới gặp cháu Mỹ. Hôm nay cháu đưa rất là nhiều cháu siêu to khổng lồ về chơi. Đây khổng lồ đi kìa. Ô là hello, hello, hello. Hello, how are you? What's your name? What's your name? My name is Darren. Tôi tên là Darren. Nice to meet cháu you. Cháu ạ, hôm nay là có anh trai ở nước ngoài về đấy. Đây. Cháu gấu, gấu à? Chào bà. Con chào bà. Chào cháu gấu nhá. Nhà con này về chơi bà. Ừ cháu. Tiếp. Về chơi bà mang bao quà này. Mang cả 30 người. Ôi Bắc Giang à, tỉnh Bắc Giang là gì đấy? Đấy, qua là qua tỉnh Minh đấy, gửi của ba đấy. Ê, cô cảm ơn các bác lãnh đạo nhé. Dạ, cảm ơn bà. Vâng. Bà bắt tay bà cái nào. Thế hôm nay bà làm món sườn sốt cay kiểu Thái. Dạ. Thì mấy cháu mới lại anh cháu ở đây thưởng thức nhá. Chúc sức khỏe bà nhá. Rồi được ăn nhá. Chúc sức khỏe Tết. Ăn vâng. Thế cô cảm ơn nhá. Thế lại từ ly đấy lại lên 2 năm về lại túi quà to đấy. Vâng. Năm sau còn nắng hơn năm trước ạ. Tại siêu to khổng lồ chứ. Thế cô cảm ơn đấy, đi ra đây để sao rồi. Để cô vớt cái sườn Thái sốt cay ra thưởng thức thôi. Vâng. Để cháu cắt đấy. Các cháu ạ. Ui. Cháu ly 25 rồi mới về, hôm nay mang nhiều quà quá lại tặng bà. Thì các cháu ơi, bây giờ bà vớt ra nhá. Vớt ra để mời các anh, các chị, các cháu ở về chơi nhá. Wow, thơm lắm các cháu ạ. Thấy củ cải dư rồi. Các cháu ạ, đấy. Làm cái đĩa này không biết có hết không. Sao lấy cái nước ở lâu nước sốt các cháu ạ. Ai là bỏ lại củ cải. Các cháu ơi, đấy bà đã nấu được xong rồi đây này, được một đĩa đầy này, một tháp này, như là một cái tháp xương này, các cháu nhìn này, đấy. Ngon chưa? Thì bây giờ các cháu ạ, bà sẽ lấy cái nước này, bà nấu nước sốt, bà tưới lên đây các cháu nhá, đấy, nấu với ớt nữa các cháu ạ, thành có món gọi là sườn cay sốt kiểu Thái đấy, các cháu thấy ngon chưa? Các cháu ơi, đấy bây giờ bà cho gia vị rau thơm vào đây này, bà bỏ vào chảo nhé các cháu nhá. Thế là wow, đây rau mùi đấy các cháu ạ. À. Ủa là thơm lắm. Rồi bây giờ là đến ớt đây này, các cháu nhìn này. Wow, ớt đấy, lại rau hành đây này các cháu này. Wow, là thơm lắm. Bây giờ bắt đầu là tưới lên xương thôi các cháu ạ. À. Đấy bây giờ bà tưới lên xương nhá. Tưới lên đỉnh ạ. À yeah, đấy, xương sườn sốt Thái đây. Các cháu nhìn này. Ai à, xương sườn sốt kiểu Thái. Đấy. Rồi. Các cháu ơi, đấy, thế là bà đã làm xong một món gọi là sườn cay sốt kiểu Thái đấy, các cháu nhìn thấy ngon chưa, đấy, rất là ngon đây này, rất là nhiều màu xanh này, các cháu ở rất là thơm. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá. Thì các cháu ạ, hôm nay bà rất là vui này, có các anh, các chị này, ở bên gọi là lãnh đạo doanh nhân Việt Nam đấy, ASEAN, Brazil, đấy, có phải không hả cô? Câu lạc bộ doanh nhân Việt Nam ASEAN Global ạ. Đấy. Các anh các chị này mẹ cùng các cháu này là kết nối doanh nhân cả nước đây các cháu ạ. Nhất là cháu Ly này đây, xa nhà ở bên Nhật này, 2 năm thì hôm nay lại về chơi cô đấy, tặng cô bao nhiêu quà. Mấy các cháu này tặng cô bao nhiêu quà. Thì bây giờ em mời anh với lại cô nhá, mấy các cháu nhá. Rồi, đói bụng rồi à? Rồi, đây à, gắp à. Gắp sau lại. Ôi chết, đấy đấy. tưới nước vào cô cháu tưới rồi ít rồi bây giờ bà lại lấy tiếp này các cháu nhìn này. Wow, bà đi bao tay vào các cháu ạ, thơm lắm. Ai già
Cái miếng này dài quá. Bẻ đôi. Bẻ đôi các cháu ạ. Bẻ đôi mềm lắm. Đấy. Cháu ạ, bẻ đôi ra. Đấy. Rồi, cháu ly tứ nước vào cho cô, cho các cháu. Đấy. Em ơi chị. Trời ơi, cháu này. Đấy, bây giờ lại bà lại bỏ rau thơm vào này. Đấy. Cháu ly cái thứ nước vào cho cô. Rồi đấy, cháu tưới nước vào để ăn là hút kèm với nước đấy các cháu ạ. Ngon đấy. Wow, miếng này này các cháu ạ. Đấy. Rồi. Cháu tưới lên nước vào cho cô. Người sao có thế hả? Nhân. Cháu này. Đấy, ngon không? Đấy. Cháu tưới nước vào nhá. Các bạn kia là khán giả rất là hâm mộ lắm nhá. Các cháu ạ. Hôm nay nhà bà cũng đông các cháu về chơi, chắc là cái mâm xương sườn xương sốt cay kiểu Thái chắc là một quạt là hết rồi. Cháu đủ chưa? Đủ rồi. À, các cháu ơi, đấy. Bà mời tất cả các cháu cùng ăn món sườn cay số Thái với bà nhá. Thì em mời anh mới mời cô mới mời các cháu nhá. Dạ, thưởng thức nhá. Mời bà. Rồi. Mời bà. Vâng, chú cháu mời bà. Các cháu ạ, à, anh trai ở nước ngoài thì không biết mời đâu. Hello. Rồi, thì bây giờ bà mời các cháu nhá. Em mời cô nhá. Vâng ạ. Trước tiên là rồi, bà sẽ hút tí nước đã đây là. Ngon quá. À, ngọt lắm các cháu ạ. Ăn được chưa? Ngọt lắm. Bà ăn miếng xương này bà gặm này. Cô ăn nhá. Vâng, vâng. Chưa gặm đã rụng rồi. À. Ừ. Dù mà nó ngọt lắm các cháu ạ. Tuyệt vời các cháu ạ. Cô ăn đi, ăn đi. Anh là có ngon không? Đấy. Mình đến cái kẻ cũng như ăn gì đâu. Có ngon không? Có nấu được không? Chị ăn đi chị. Ngon lắm. Rất là ngon. Cảm ơn bà Tân Vinh Núc. Cảm ơn em Hưng hôm nay làm cái món này á. Chưa bao giờ ăn món ngon. Cháu ơi, đây là chồng rồi. Là cái món này phải ngon nhất Việt Nam. Xin được miếng xương to như này này. Đó. Tuyệt vời luôn. Đến đây bà Tân là phải miếng xương to à. Ê, mấy cháu ăn mạnh lên. Ngon không con? Ngon đúng không? Con cảm ơn bà Tân không? Mẹ ơi. Con cảm ơn bà. Mẹ ơi. Mẹ ăn ơi. Bà ăn đi. Bà ăn đi. Quá tuyệt vời, ăn hết. Bà ăn đi. Tiêu nước bà ngon. Bà ăn đi. Thưa hút đi. Bà ăn đi. Quá. Các bà ăn nhá. Mời các bạn ăn nhá. Anh thích ăn đấy. Mời các bạn ăn nhá. Này em hỏi các bạn ơi, lúc này là món sườn cay sốt Thái các bạn ạ, ngon thật sự luôn, cái nước của nó cay cay. Bây giờ mình sẽ cho bách miếng này nhá. Há mồm ra. Ôi giời. Ngày tình cảm đấy. Ngon lắm các bạn. Giờ này bách hơi gầy các bạn. Rất là ngon, sườn rất là ngon. Cháu mời cô chú rất đi. Rất là thơm các bạn. Cháu mời cô chú đi. Ngon lắm các bạn ạ. Mình mời các bạn nhá. Ngày hôm nay được ăn. Không cay. Đấy, cho thêm tí rau ăn cho nó đậm vị các bạn nhá. Wow, quá. Thịt nó mềm, nó ngọt các bạn. Thơm, mùi rau thơm nó còn hành các bạn. Mấy chiếc ấy. Cháu mời tất cả cô chú ạ. Hôm qua cô chú ạ. Cô chú ạ. Mời các bạn nhá. Để anh ra quay luôn. Ngon. Wow, cái món sườn này á, lần đầu tiên mà được ăn cái món sườn cay sốt Thái. Sườn cay sốt Thái kiểu Thái. Tần Huyền Nóc là siêu to, siêu ngon mà cho nó ngon, nó giòn, nó mịn, nó ngọt. Thế chứ này. Bây giờ cho cô lấy miếng. Đấy, thấy ngon chưa? Các bạn nhận về cảm nhận thế nào? Ngon. Ngon. Không muốn quay lại Nhật nữa. Nó khác Nhật. À, Việt Nam khác Nhật. Bên kia có nhà hàng nhưng mà không muốn quay lại Nhật. Cứ về với bà Tân Vlog. Có bà Tân. Việt Nam có bà Tân.
Bây giờ có bà Tân là có tất cả nha, rất là ngon. Món này sườn cay sốt Thái. Sườn cay sốt kiểu Thái. Sốt kiểu Thái. Rất là vui. Mấy cháu ơi, đấy là mấy cháu là doanh nhân đấy. Doanh nhân Việt Nam đấy, mấy cháu lãnh đạo doanh nhân Việt Nam đấy, ASEAN đấy, Barigo đấy các cháu ạ. Là rất là vui. Kết nối toàn cầu cả nước các doanh nhân đấy các cháu ạ. Em bỏ cho chị biết nha. Vừa qua có lại. Từ từ. Ngọt nước thôi chị. Ngọt nước. Ngon rồi, ngon. Công nhận là sườn của bạn ấy lại còn thêm tí nước. Ủa. Cái nước này ngon này, cái nước này húp nó cay cay nó ấy. Đây là chị ăn nhâm nhờ như chó ăn đấy. Nhưng mà thật mà gì? Nhưng mà thật mà. Nhưng thật đúng không? Nhưng thật mà. Là em đi là chắc ăn đúng như thế. Đây là ngon từ nước mà ngọt từ xương. Rất là lâu lắm rồi chúng tôi mới được ăn một cái miếng sườn nó to như thế này. Rất là vui hôm nay là được về Bắc Giang thăm gia đình bà Tân Vlog và được bà Tân bản thân tiếp đón món sườn cay sốt Thái rất là ngon. Bà Tân cảm ơn cháu nha. Và vinh dự câu lạc bộ doanh nhân Việt Nam ASEAN Global đã được về cùng với lại em Y Thương Hiệp hội của Việt Nam tại Nhật Bản và cũng đang là chủ tịch của Hiệp hội cả Kansai, tỉnh Kansai. Rất là vui và hôm nay giữa cái bầu không khí những ngày Tết cuối năm có những cái mà rất là chân tình, chân thực và cực kỳ là em đã ăn được rồi. Quê hương mấy miếng sườn này to em ăn còn bởi vì là em rất là đói bụng. Đói bụng và rất là ngon nên em đã ăn rất là sạch sẽ. Cảm ơn bà rất là nhiều. Cảm ơn bà và gia đình rất nhiều. Chúc bà và gia đình năm mới là mạnh khỏe, thật là happy, thật là nhiều điều may mắn và nhiều thành công rực rỡ hơn nữa đến với lại gia đình bà cũng như đến với những người con thân yêu của tỉnh Bắc Giang. Nói riêng và tất cả những người con của con dân đất Việt trên mọi miền tổ quốc, trên mọi miền Nam Châu, đất nước Nam Châu thế giới nói chung. Và rất là vui mừng vì hôm nay là chào đón cả chủ tịch Thạc sĩ Nguyễn Ngân là chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Việt Nam ASEAN Global. Cháu là chủ tịch đã ghé thăm và cả cùng với lại Mr. Darren Cơ cũng đang là cố vấn cấp cao của câu lạc bộ doanh nhân Việt Nam ASEAN Global, cũng đang là anh đến từ Úc và anh có những cái cảm nhận rất là khác biệt về những cái món ăn rất dân dã đời thường và vô cùng là đậm chất quê hương của mình. Xin mời anh phát biểu một chút ạ. The first time you are here, so do you like the food she cook? Food is very, very good. anh ấy rất là ngạc nhiên vì là thường thì là cái món của nước ngoài và món Việt Nam thì nó rất là khác biệt về gia vị, nhưng mà ngày hôm nay anh đến đây được gặp bà Tân, được ăn những cái món bà Tân Vlog nấu thì anh rất là vô cùng ngạc nhiên và thấy rằng nó rất rất là ngon và rất là đặc biệt. Vâng, thế cô có cảm ơn cháu nhá. Vâng. Em chúc anh gọi là tại gia đình anh gọi là trong câu lạc bộ doanh nhân Việt Nam luôn luôn thành công nhá. And with you and everyone in the ASEAN Global in very success, very very, very successful. Yeah, and cũng nhân dịp đây thì chúc cho bà Tân và gia đình sang một năm mới thật là mạnh khỏe nhé. Và bà làm được nhiều những cái video, ngoài những cái video là về những cái món ăn Việt Nam rất là đặc biệt này thì có những cái video nó sẽ có những cái nội dung nó sáng tạo hơn nữa nhỉ bà nhỉ, để đưa những cái hình ảnh của Việt Nam không những là lan tỏa tại Việt Nam mà còn lan tỏa tại ASEAN và lan tỏa sang toàn cầu bà Tân nhá. Vâng, em cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn bà Tân và gia đình rất nhiều. Các cháu ăn mạnh lên nha. Ôi. Đấy, hôm nay cái món sườn Thái sườn cay sốt kiểu Thái không những ngon mà bà lại rất là vui lại được các anh này, các cháu này ở bên câu là ở bên lãnh đạo doanh nhân Việt Nam ASEAN Global các cháu ạ. Các cháu về thăm với bà nhá, tặng bà nhiều quà nữa thôi thì cũng năm cũ đã qua rồi, năm mới đã tới thì em sẽ chúc đại gia đình doanh nhân của các anh này với các cháu này luôn luôn thành công nhá, luôn luôn phát triển nhá. Rồi. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip thôi để mấy cháu này về không thì muộn mất rồi. Thì các cháu ạ, các cháu mà xem video này mà thấy hay là like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Like và chia sẻ bà nhá. Like và chia sẻ và comment nhá.